vào năm 763 công nguyên tại nước Nhật Bản. Một mùa hoa anh đào nở rộ, mọi người đang vui vẻ với tiếng cười nói giao tiếp bên ngoài. Họ đang hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Chùa Đường Chiêu Đề ở Nại Lương vẫn bình yên giống như mọi khi, nghiêm trang tĩnh lặng. Giới đàn của chùa Đường Chiêu Đề, chỉ cần những hạt mưa nhỏ từ từ rơi xuống khe khẽ trên lá cây ngân hạnh cũng đủ phát ra những tiếng kêu. Sư huynh, sư huynh, tư thác sư huynh, sư huynh, tư thác sư huynh, tư thác sư huynh. Những cơ sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Em nằm mơ thấy cái đòn tay bị gãy. Em, trong lòng em rất bất an. Đòn tay bị gãy, đòn tay bị gãy. Sư phụ. Jianzhen Đại Hòa Thượng. Năm 763 công nguyên, sư phụ Viên Tịch ở Nại Lương, Nhật Bản, ngài hưởng thọ 76 tuổi, đã 9 năm rồi. Từ khi sư phụ đặt chân đến đất nước Nhật Bản, 9 năm trôi qua, sư phụ không sợ mọi gian nan cực khổ, đã dẫn dắt chúng ta xây dựng ngôi chùa Đường Chiêu Đề và đã thành lập nên một thể chế giới luật cho Phật giáo Nhật Bản. Nhớ lại các điều này, có may mắn được làm đệ tử của ân sư tu tập Phật Pháp, thật là phước báo muôn đời do tu mà có được. Nhưng tất cả những thứ này phải nói là từ năm 733 công nguyên, nước Nhật cử phái đoàn học tăng đi đến Đại Đường. Thầy Phổ Chiếu, thầy đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang suy nghĩ. Trước đây đã rất nhiều lần các phái đoàn thuyền đến Đại Đường. Không biết đã có bao nhiêu người đều phải bỏ thân dưới đáy biển. Cũng có người may mắn còn sống trở về, nhưng có lẽ chỉ là số ít trong đó mà thôi. Cho nên nước Nhật Bản của chúng ta đã có sự trưởng thành về học vấn và tôn giáo đều là nhờ vào sự nỗ lực của những người này. Thầy Phổ Chiếu, thầy Vinh Duệ, hai thầy thật là lạc quan. Chúng ta phiêu lưu trên biển đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa biết Đại Đường ở đâu cả. Thầy Huyền Lãng à, đừng nói như vậy. Đến Đại Đường thỉnh kinh chính là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta. Đây là mục tiêu cao cả rộng lớn, có sự ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với Phật giáo nước ta. Nếu không, ai mà muốn mạo hiểm vượt biển, đánh đổi sinh mạng lớn như thế này? Đại Phúc Tiên Từ. Các thầy ngàn dặm xa xôi đến Đại Đường, không uổng chuyến đi này. Con dự tính chuyên nghiên cứu về luật. Ngoài ra, vì còn nhận được sự nhắn nhủ là phải mời giới sư của Đại Đường qua truyền pháp ở Nhật Bản, nên con cần một mặt dụng công, mặt kia
lấy sự việc này làm nền tảng tốt cho ngày mai. Mời giới sư đi đến nước Nhật. Dạ, Phật giáo ở Nhật Bản đang hưng thịnh, nhưng thể chế quản lý của tăng đoàn lại không được tốt. Phải nói sao đây? Điều quan trọng nhất là tăng đoàn không nương vào giới luật, hoàn toàn không biết nên đặt ra tiêu chuẩn của tăng đoàn như thế nào, cho đến không ít người xuất gia cử chỉ oai nghi đọa lạc, một mớ hỗn loạn. Ồ, thật có việc như vậy à? Ta nghĩ các thầy đã trải qua muôn ngàn hiểm trở, cuối cùng đã đến nơi an toàn. Trong đó ắt hẳn phải có nhân duyên phi phạm. Ta nghĩ các thầy cứ yên tâm ở lại đi. Cẩn thận đó, cháo nóng, cẩn thận đó. Vị tiếp theo. Phật giám chân xin chào ngài phủ. Tới rồi. Xin chào. Chào ngài. Đoàn đầu, ngươi không được khỏe thì đừng cử động. Hai ngày gần đây số người vào trong viện càng nhiều. Dạ, nghĩ ra sư phụ đã chủ trì bi điền viện cứu tế này mới là vất vả. Ở đây không thể thiếu ngài. Nhưng lương thực cứu tế của hoàng phủ mang đến, nếu như ứng tiếp không kịp thì xin ông đảm nhiệm một chút chứ hả? Mọi người đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mọi người bất đắc dĩ, cơm tẻ quả nước, mong có chút gì để lót dạ. Nhưng tình người lại tệ bạc như vậy là không được. Đạo lý này tôi biết mà, thưa sư phụ. Vậy thì tốt rồi. Trong nhà còn có mấy vị đang bệnh nặng, mời sư phụ dành chút thời giờ để khám bệnh cho họ. Được rồi. Hòa thượng à, xin ngài bố thí một tí. Tôi đã nhiều ngày không có thức ăn rồi, mà trong người lại đang có bệnh nữa. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng ở Lạc Dương này kiếm sống tốt lắm, nào ngờ lại trúng vào cái năm mất mùa. Vậy các anh sau này có dự tính gì chưa? Chúng tôi trên đường đến đây vẫn luôn nghe nói ở chùa Đại Minh, tỉnh Dương Châu có một vị hòa thượng tên là Giám Chân đang chủ trì bi điền viện, chuyên môn trị bệnh cho những người nghèo cùng khốn khổ. Vị đại hòa thượng này còn tự mình nấu thuốc và điều trị cho người bệnh nữa. Y đức và y thuật của ngài đều là bậc nhất đó. Cho nên chúng tôi muốn đến nương nhờ vị đại hòa thượng này. Hòa thượng, nếu như ngài có thể giang tay tiếp nhận thì còn hơn xây 7 tầng tháp phù đồ. Nhưng tôi không phải là người đại đường, nên chẳng có đồng bạc nào ở trên người cả. Đây tôi có mấy cái bánh bao này, xin kết duyên cùng với các anh nhé. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Đợi giây lát, ta đến tiệm của Lưu tiên sinh lấy thêm một ít đổ trọng và bạch quả nhân. Dạ. Sư phụ, ngoài ra tam đàn đại giới ngày mai đều đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời sư phụ hôm nay nghỉ sớm đi ạ. Thật không ngờ là chúng ta đã ở Lạc Dương đã 3 năm rồi. May mà 3 năm nay chuyên nghiên cứu tứ phần luật sớ và kinh khác, ít nhiều gì cũng có chút tâm đắc. Nhưng Phật pháp mênh mông, càng nghiên cứu càng cảm thấy mình nhỏ bé. Tôi lại nghĩ muốn rời khỏi Lạc Dương, đi xem các nơi khác xem sao. Thật khiến người ta nản lòng. Tính ra đã hơn 1000 ngày rồi, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao phải bác bỏ đơn xin hồi hương của tôi chứ, ép tôi phải ở lại,
rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Thầy thật là người không có chí khí, không nên nói nữa. Tôi đây mong muốn sau có cơ hội dùng đôi chân của mình đi khắp lãnh thổ rộng lớn của đại đường này. Trên người mặc chiếc tăng y, thấy thực tế trong cuộc sống, thể ngộ được thật nhiều tri thức. Cũng may tôi ngộ ra sớm, bản thân mình không có chất xám để làm học giả, nên tôi đã một lòng hỏi thăm ở đâu có giới sư muốn qua trường pháp ở Đông Độ. Còn như muốn đi tìm trí thức, theo tôi phải nên nhờ thầy phổ chiếu thôi. Trong lòng của tôi, tri thức thì nên truy tìm ngay trong cuộc sống này. Lần trước khi tôi ở trong thị trấn, tôi nghe mọi người nói rằng ở Dương Châu có vị hòa thượng tên là Giám Chân, chuyên lo cứu giúp cho thuốc những bệnh nhân nghèo cùng cực khổ đó. Bảy năm sau, nhân duyên gặp gỡ, bốn người cùng với pháp sư Đạo Hàng và pháp sư Như Hải đến chùa Đại Minh bái kiến Giám Chân Đại Hòa Thượng. Chúng ta yêu cầu như vậy, không biết có phải ép người quá chăng? Đúng vậy, tôi cảm thấy yêu cầu này hơi bị miễn cưỡng. Vì địa vị của Hòa Thượng Giám Chân trong Phật giáo nhà Đường, tôi nghĩ muốn ngài ấy đến nước Nhật của chúng ta e là điều không thể. Dù như thế nào cũng phải thử mới biết được. Nếu không cố gắng mà bỏ cuộc thì phải ăn nói sao với Phật giáo Nhật Bản đây? Hai thầy hãy yên tâm, tôi là vị tăng của nước Cao Ly, tôi cũng muốn đến đó luôn, nên chắc vị hòa thượng ấy cũng muốn qua truyền pháp ở nước Nhật vậy. Như Hải, đợi một chút đi, thầy chỉ cần im lặng lắng nghe là được rồi, đừng có nôn nóng mà. Các vị Bồ Tát hãy yên tâm, tuy tôi không biết sư phụ có ý muốn sang Nhật Bản hay không, nhưng mà học trò của sư phụ thì khắp ở trong thiên hạ, tìm vị đức hạnh tu hành phù hợp với ý nguyện của pháp sư chắc chắn là không khó đâu. Phải đó, tôi nghĩ cũng tùy thuận nhân duyên thôi. Vả lại, nếu chúng ta có may mắn mới tận mắt thấy được Giám Chân Đại Hòa Thượng thì cũng không uổng chuyến đi này đâu. Sư phụ, ngày mai sư huynh Đạo Hàng chắc là về rồi. Đạo Hàng vì pháp hội truyền giới mà về sao? Vâng ạ, chủ trì chùa An Quốc, trưởng lão Long Tôn đã đi dân du rồi. Chúng con vào viết thư mời sư huynh từ Trường An về. Ngày mai 10 vị pháp sư làm tam sư thất chứng mới viên mãn ạ. 10 vị giới chắc đều là giới hạnh thanh tịnh, trí tuệ đầy đủ. Trong đạo Phật của chúng ta, tăng lữ nếu muốn nhận lãnh địa vị đúng pháp thì cần phải thọ giới do ba vị giới sư truyền cho. Ngoài ra cần có thêm 7 vị tăng đã thọ qua đại giới, có mặt tại giới đàn để chứng minh. Có cụ túc giới này, người xuất gia mới hoàn toàn có ý nghĩa, từ đây mới trở thành viên quan trọng trong tăng đoàn. Cần phải nhớ, rõ chưa? Dân sư thư phụ, con còn nghe sư huynh nói, năm xưa khi Đức Phật thấy đệ tử mình làm sai nên mới tùy cơ mà thiết giáo, nương vào giáo nghĩa, nhu cầu tu hành và truyền giáo mà chế ra những luật lệ phù hợp. Từ đó lấy giới làm chỗ nương tựa cho mình, trì giới, thiền định thì sẽ sanh trí tuệ. Giới luật một mặt nhằm khích lệ tăng đoàn tha thiết cầu học, mặt khác sửa đổi hành vi sai trái của mình là căn bản của sự tu hành. Đạo Hàng sư huynh khai thị như thế, nghe xong chúng con thật pháp hỷ sung mãn. Sư huynh còn nói trong kinh thành ai cũng tôn ngài là đệ nhất giới sư của Giang Nam, và còn nói ở thành Dương Châu có vị sư Giám Chân đã độ người truyền giới cho hơn 40.000 người, rồi còn rất nhiều người muốn gần gũi với ngài nữa đó. Đều là hư danh giả dối, không cần phải để ý. Nè, quý thầy xem, đây chính là chùa Đại Minh. Chùa Đại Minh đây rồi.
Đại Hòa Thượng, chúng con đến đại đường chính là để chân thành mời giới sư có đầy đủ đạo đức trí tuệ của Đông Độ. Nhìn lại, mới đó mà nay đã tròn 10 năm rồi. Từ Lạc Dương, Trường An đến Dương Châu, cuối cùng cũng gặp được Đại Hòa Thượng. Chúng con Đại Hòa Thượng à, nước Nhật của chúng con từ Thái Tử Thánh Đức đã quy định Phật giáo là quốc giáo. Những chiếu thư có liên can đến hưng thành Phật giáo cũng đã ban bố gần trăm năm rồi. Nhưng do pháp luật quy định, tăng chúng được miễn quân dịch, cho nên có rất nhiều người đã lợi dụng gia nhập tăng đoàn để tránh đi nghĩa vụ quân sự. Nông dân thì bỏ nhà lưu vong, tăng lữ đọa lạc thối nát, giới pháp bất toàn. Do vì không có thể chế tăng đoàn hoàn hảo, cho nên đã phát sinh thêm rất nhiều tăng nhân hữu danh vô thực. Những tệ nạn này đã trở thành mối đe dọa đến sự phát triển Phật giáo Nhật Bản. Chúng còn nghe nói đệ tử của Hòa Thượng có mặt ở khắp nơi, họ đều là những vị thầy có trí tuệ lỗi lạc. Không biết trong chúng đệ tử của Hòa Thượng có ai mong muốn cùng chúng con qua nước Nhật Bản vì chúng con mà có thể truyền pháp, truyền giới hay không? Đại Hòa Thượng, Phật giáo nước Nhật chúng con có hưng thạnh hay không, quan trọng là nơi vị giới sư này. Thưa Hòa Thượng, ta cũng đã từng nghe qua, ở Nhật Bản có vị Trưởng Ốc Dương Tử rất tôn kính Phật Pháp. Ông ta có thành tâm làm 1000 chiếc áo cà sa cúng dường cho đại đức tăng khắp cả nước. Trên áo cà sa còn thêu 4 câu thơ: sông núi cách đôi bờ, gió trăng cùng chung lối, gửi tặng người con Phật, xin nguyện mãi bên nhau. Có thể thấy Nhật Bản đích thực là một quốc gia có duyên cho Phật Pháp hưng thịnh. Sư phụ nói rất là phải. Nếu mà nói nước Nhật Bản giới pháp không vẹn toàn, kiến lập chế độ tăng gia đầy đủ rất là khó. Ngược lại, chúng con đang ở đại đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có được nhân duyên như vậy. Cho nên các thầy có thể ở trong chế độ tăng già đầy đủ của đại đường tu tập Phật Pháp, thật là phước báo khó được. Bây giờ họ có lời mời các thầy ở đây, có ai phát tâm sang Nhật Bản truyền giới pháp không? Dạ thưa sư phụ, nước Nhật hiện giờ ở xa như vậy, chúng con sợ nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa lại phải vượt qua sóng biển mênh mông, e rằng 100 người đi khó được một người đến được đích. Có ai lường trước được đâu. Những người khác không ai muốn đi sao? Mục đích của chuyến đi này là vì Phật Pháp các vị ạ. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đệ tử chúng con tu hành chưa đạt, đạo quả chưa thành, Cho nên đều không dám đi. Có lẽ các con suy nghĩ không sai. Đường đi Đông Độ muôn vàn hiểm trở, có thể bỏ lại thân này dưới đáy biển, vả lại tự mình xuất quan cũng là vi phạm quốc pháp. Nhưng nghĩ đến các bậc tiên hiền như Pháp Sư Pháp Hiển, Pháp Sư Huyền Trang, họ đã không quản ngại đến sự nguy hiểm tính mạng của chính mình, đã nỗ lực tìm pháp, cầu pháp, mới để lại cho chúng ta có được hoàn cảnh tốt đẹp.
tu học Phật Pháp. Các thầy đã không muốn đi thì ta đi vậy. Ta đi vậy. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Đại hòa thượng, đại hòa thượng. Cảm ơn 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 đại hòa thượng. Nhận lời. Sư phụ, nếu như sư phụ đi, đệ tử nguyện cùng đi theo. Sư phụ, Đạo Hưng cũng muốn qua đó. Đạo Hàng cũng nguyện đi theo. Thần Sùng cũng muốn đi. Đàm Tĩnh cũng muốn đi theo nữa. Tôi cũng có mặt trong bầu không khí đó, theo sư phụ triển khai chuyến đi sang Đông Độ. Năm 743 Công Nguyên, Đông Độ lần thứ nhất, Đông Hà, Dương Châu. Ta biết quý thầy đều muốn cùng ta sang bên đó, nhưng ta không thể dẫn hết quý thầy cùng đi được. Ở đại đường, Phật Pháp cũng cần phải truyền thừa. Hơn nữa, vượt biển là vi phạm lệnh cấm. Cho nên ta đã chọn ra 17 vị. Đạo Hàng, thầy muốn đi không? Thầy phải bỏ lại tất cả những nỗ lực và thành quả trước mắt đó. Sư phụ à, sư phụ không thể buông xả. Đệ tử có gì phải lo lắng nữa chứ? Tường Ngạn, thầy có thật lòng muốn theo ta sang Nhật Bản không? Dạ thưa con muốn ạ. Đạo Hưng, con cũng muốn đi. Đàm Tĩnh, con nguyện đi theo. Thần Sùng, con nguyện đi theo. Nhẫn Linh, con nguyện đi theo sư phụ. Thưa sư phụ, lương thực cần dùng trên thuyền và đồ dùng cho những ngày sau ở đại lương như tượng Phật, kinh Phật và thuốc men vân vân đã chuẩn bị xong cả rồi. Chúng con đã loan tin ra bên ngoài là muốn đến chiêm bái chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai. Phẩm vật đều là để cúng dường cho tăng chúng mà chuẩn bị. Trước mắt đang tập hợp phân loại chuyển qua chùa Đại Minh và chùa Ký Tế. Đến như chiếc thuyền lớn đang chế tạo ở Đông Hà cũng gần xong rồi. Dự tính vào mùa xuân năm tới, thời tiết gió thuận sẽ khởi hành. Đường biển có ba hướng, có thể mời sư phụ quyết định chăng? Khi đó đường biển từ nhà đường đến Nhật Bản có ba hướng. Dù chọn hướng nào thì trong đó cũng đầy dẫy nguy hiểm. Miễn sao nó có thể giúp chúng ta đến Nhật chọn Bản cái nhanh đường là nào được. Cũng không quan trọng. Ừ, đúng rồi. Miễn rồi. Sao có thể giúp chúng ta đến Nhật Bản nhanh là được. Tất cả đều là có nguy hiểm. Chỉ cần đến được Nhật Bản thì tuyến đường nào mà chẳng giống nhau. Nhưng mọi người cần phải nhớ rằng còn có một chuyện vô cùng quan trọng là, đó chính là vấn đề những người được chọn ra. Đạo Hàng sư phụ, chuyện này không nên đâu. Thưa sư phụ, chúng ta về truyền giới pháp mà đi. Người đi cần phải hội đủ như phẩm hạnh thanh cao và có sự tu tập. Người học hành còn nông cạn, hành vi cẩu thả theo con có thể không cần đâu. Bây giờ chọn tuyến đường ít có nguy hiểm là việc quan trọng nhất, còn mấy việc khác thì để bàn sau.
Không ngờ đến Dương Châu nửa năm, bây giờ thì được trở về Nhật Bản rồi. Ước gì ngày mai ta có thể đặt chân lên quê hương. Tôi nghĩ lúc này phải chăng là lúc của anh đào đang nở rộ. Thầy nói làm tôi mới nhớ, nếu không phải đã nhận nhiệm vụ mời giới sư thì tôi không cảm thấy đến đại đường này cần 10 năm rồi. Bây giờ giám chân đại sư sắp cùng chúng ta trở về Đông Độ, bỗng nhiên tôi phát hiện bệnh nhớ quê của tôi thì ra nặng như vậy. Ý quý thầy có cảm thấy tiếng kêu của đàn chim này khiến người ta khó chịu không? Chẳng sao đâu, không cần phải lo lắng. Sau này tốt nhất không nên ở trước mặt sư phụ nói đến chuyện của thầy Như Hải. Tuy đức hạnh của thầy ấy chưa tốt, nhưng không tác hại gì to lớn cả. Dạ vâng. Các người xem thường ta hả? Được được. Tránh đường. Dạ. Chạy mau lên đi. Chạy mau, chạy mau. Có chuyện gì vậy? Chạy nhanh lên đi. Chuyện gì vậy? Chạy nhanh lên. Sư phụ, sư phụ, chạy nhanh lên. Ông thầy người dân ở đâu? Thả tôi ra. Các người qua bên kia đi. Không được bắt tôi. Ông thầy người dân ở đâu? Tôi không biết. Tôi không biết. Sư phụ, sư phụ, chạy nhanh đi. Quan binh đến rồi. Đó là muốn tìm bắt quý thầy Nhật Bản. Quý thầy mau chạy trốn đi. Nhanh lên, nhanh lên đi. À, đến bắt tăng nhân Nhật Bản à? Tất cả chia ra lùng sục khắp nơi. Dạ. Ta nghĩ là các thầy nên lánh mặt trước đi. Dạ, qua bên kia tìm xem. Đi, đi bóc. Đi quay. Dám chống cự hả? Đi bóc, nhanh lên. Thả tôi đi. Ra. Thả ra. Đi bên kia đi. Thả tôi ra. Bên đây nè. Dám chống cự lệnh triều đình hả? Mau thả ta ra, thả ta ra. Ở đây nè. Nhanh lên. Đi nhanh. Nhanh lên. Đi. Đi. Tăng nhân to gan, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người đã cấu kết với bọn hải tặc? Hải tặc? Đại nhân, ngài nói ai là hải tặc? Đừng giả vờ với ta. Ta đã biết cả rồi. Hãy nói đi, các thầy vượt biển muốn đi đâu? Sao lại muốn tiếp ứng với bọn cướp biển? Khởi bẩm đại nhân, tôi là anh cả của đại nhân Lý Lâm Bộ, tể tướng đương triều, người nhà của đại nhân Lý Lâm Tống. Vì muốn đem ít vật dụng hàng ngày đến cho chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Đài. Do vì đường bộ khó đi, cho nên mới đóng thuyền đi đường biển. Sự việc thật sự là thế. Thầy có bằng chứng gì không? Có lá thư do chính tay đại nhân Lý viết làm bằng chứng. Người đâu? Dạ. Dạ. Mau dẫn người đó lên đây cho ta. Dạ phải. Dạ. Đi. Đi xuống. Là thầy. Thì ra là điêu tăng. Sao lại dám vu cáo đồng tu, lừa dối bổn quan? Đại nhân, những lời nói đó là thật à? Người đâu? Dạ. Dạ. Đánh thầy tu giả này cho ta, đánh 60 hèo rồi thả về, bắt hắn hoàn tục. Dạ. Cuối cùng các thầy cũng trở về. Cũng may là ở trong đại lao, quan sai đối xử với chúng con rất là khách sáo. Chỉ là mới đó mà đã 4 tháng rồi, ý chí giờ không còn nữa, giống như thầy Quyền Lãng. Khởi tâm thối chuyển rồi sao? Có thể hiểu được, đạo hàng đã trở về Trường An rồi. Không dễ gì mới làm được xong chiếc thuyền. Giờ thuyền đã không còn, đã uổng phí tâm huyết của chúng con rồi. Không nên buồn, quan phủ đã trả lại phần nhiều vật tư mà khi đó chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị ít lương thực và thuyền bè thì có thể được rồi. Con biết mà, con biết mà, sư phụ nhất định, thầy phổ chiếu vẫn một mực không cho con hỏi. Sư phụ à, chúng con không dám mở miệng hỏi chuyện đi Đông Độ, là lo sợ ngài khó xử. À, thành tựu đại sự sao có thể vì một lần thất bại mà thối chí được chứ? Hơn nữa, chuyện qua Đông Độ Nhật Bản là việc lớn đó.
Như vậy sư phụ bỏ tiền của ra, hỏi thăm sứ Lưu Cự Lân ở lĩnh Nam, mua một chiếc thuyền lính. Lúc này đặc biệt còn phải chọn ra những công nhân ưu tú như thợ vẽ, thợ điêu khắc, cùng sư phụ qua Đông Độ. Tôi nghĩ Nại Lương mai sau nhất định sẽ hùng vĩ giống như thành Trường An vậy. Tháng 12 năm 743 của Công Nguyên, Đông Độ lần thứ hai. Khởi hành thôi, khởi hành thôi, chúng ta sắp về rồi, chúng ta trở về nước Nhật rồi. Thầy Vinh Duệ, công tử kêu la lớn tiếng như thế, tuy rằng thầy nói rất đúng, nhiệm vụ của chúng ta ở đại đường cuối cùng đã hoàn thành rồi, học được rất nhiều điều mới mẻ, cũng mời được giám chân đại sư, lại sắp về đến quê hương sau 10 năm xa cách. Nhưng điều này cố nhiên rất là vui mừng. Nhưng thầy hãy nhìn xem, ngoài hai chúng ta, trên thuyền này có 83 người lận. Họ lại phải rời xa mảnh đất thân quen của họ, xa quê hương đã từng nuôi dưỡng họ, đặc biệt là sư phụ. Ngài không chút lưu luyến, buông xả địa vị cao quý ở đại đường, cách xa ngàn vạn tín đồ mến mộ ngài. Những chuyện như thế này không đáng để cho chúng ta kính phục sao? Chúng ta còn có thể chỉ biết vui một mình thôi sao? Sóng gió càng ngày càng lớn, hành lý dạ, cá nhân mỗi rồi. Người tự giữ lấy. Dạ, dạ biết rồi. Biết rồi. Cột lại cẩn thận. Tăng thêm sức mạnh đi. Cố lên. Giữ chắc vào. Mọi người cẩn thận. Nhớ chú ý các bồn. Hạ bồn xuống đi. Kéo cho bồn lại. Cố lên. Cố, cố lên. Chú ơi. Cố lên đi, cố lên đi. Cố lên. Mọi người có bình an không? Sư phụ à, cứ yên tâm đi, mọi người đừng có sao. Mọi người chú ý, thủy triều còn dâng cao. Mọi người bám chặt vào, đừng buông tay, đừng buông tay. Tường ngạn, nắm tay thầy, nguy hiểm quá. Tường ngạn sư huynh, tường ngạn sư huynh, nắm chặt vào. Đây là lần đầu tiên tôi theo sư phụ đi xa. Nước sông buốt giá, gió lạnh tới xương. Mọi người tựa hồ như sắp mê ngất rồi. Giữa lúc lờ mờ, nhìn thấy sư phụ ngồi bình an trên đám lau sậy trắng như bạc, giống như một tảng đá vững uy nghiêm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi trên sông, trên bờ cạn, sưởi ấm mỗi người trên chiếc thuyền bị nạn. Còn lại chiếc thuyền nghiêng nghiêng nằm lại trên bờ, tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Những thủy thủ từ trên thuyền lững thững bước lên bờ thưa với sư phụ rằng chiếc thuyền bị hư hại không nghiêm trọng, những vật tư dự trữ vẫn còn, đợi khi thuận gió thì có thể khởi hành trở lại. Nhưng sóng gió vẫn còn rất lớn, đã làm chậm tiến trình tu bổ. Toàn thể chúng tôi đành phải đi về hướng bắc qua quần đảo Chu Sơn trước, nghỉ ngơi trong chùa Từ Hàng dưới Dư Sơn. Sư phụ giám chân nhân cơ hội này đã giảng kinh thuyết pháp, đợi thời khắc thích hợp rồi sẽ ra khơi. Năm 744 Công Nguyên, Đông Độ lần thứ ba, chùa A Dục Vương, Việt Châu. Tai nghe tiếng tín niệm trong gió mưa tí tách hơi, tâm tư vọng về phương xa, tiền đồ quá mơ màng. Hai tay chắp lại, chẳng dám hành động. Lê gót trên đường, từng bước khó đi.
giữ nó bất động. Tôi trăm ngàn muôn kiếp, tôi lung lay đưa đẩy vào dòng xoáy của cuộc đời. Thân hình bị tan nát, ý chí bị dày dò, sóng biển dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt. Tâm trí đã phó, thân tùy trôi nổi. Giữ nó bất động, tôi trăm ngàn muôn kiếp, tôi đi qua muôn nghìn suối, băng qua vạn núi đồi. Năm tháng dần già trôi đi, bước chân chưa từng dừng lại. Kiên trì như kiên trì của khoa phụ, buông xả như buông xả của Phật Đà. Phát tâm lập nguyện, phát tâm lập nguyện. Có thuyền đến rồi đến đây nè, chúng ta được cứu rồi. Xin chào. Năm ngày sau, quan viên phụ trách về biển đưa chúng tôi lên đất liền, sắp xếp cho chúng tôi được nghỉ tại chùa A Dục Dương. Những công nhân thủy thủ còn lại thì tất cả trở về quê hương. Chùa A Dục Vương, Ninh Ba, Triết Giang. Các sư huynh chùa Long Hơn ở Việt Châu mong ngài có thể vì chúng họ mà giảng kinh thuyết pháp. Họ nói sư ông Đạo Ngạn luật sư đã viên tịch 27 năm rồi. Chùa Long Hơn từ đó vắng vẻ hiu quạnh, không còn ai hưởng được tiếng tăm như năm xưa nữa. Trời ấm áp, đợi sức khỏe còn ổn lại, chúng ta nên đi đến đó một chuyến. Chùa Long Hưng, Việt Châu. Sư huynh, trên đường vất vả quá, trông đợi ngài đã lâu rồi, thật đã mỏi mòn chờ trông đó. Tôi cũng nhớ trong mọi người. Sau khi sư phụ viên tịch, chùa Long Hưng không còn có bậc đạo cao đức trọng nào đến chủ trì nữa. Thật là hải kiệt hà y, sơn bằng an ngưỡng, hổ thẹn với Đạo Ngạn luật sư. Chuyến đi này, sư huynh có dự tính về lại Dương Châu không? Có lẽ sẽ không trở về nữa. Vậy thì kính mời sư huynh ở lại chùa Long Hưng, không biết có được chăng? Việt Châu sông núi hữu tình, chùa Long Hưng lại đang có đại hòa thượng chủ trì. Dĩ nhiên tôi muốn ở đây cùng với chúng tỳ kheo nghiên cứu luật học, phát triển Phật giáo. Nhưng hiện nay nước Nhật Bản ở bên cạnh chúng ta, mong muốn thiết lập một thể chế giới luật nghiêm minh, chỉnh đốn lại kỷ cương, ở đó đang cần tôi. Tôi đành phải có lời cảm ơn ý tốt của các vị mà thôi. Không ngờ sư phụ bày tỏ quyết tâm sang Đông Độ, nhưng đã khiến cho Tam Cương và các sư huynh chùa Long Hưng vì muốn sư phụ ở lại đại đường đã bí mật báo quan. Nhanh lên, nhanh lên, vào tìm đi. Đứng im, chạy ra. Các người muốn làm gì? Thả ta ra. Nhanh lên. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Dẫn đi, đừng có nhiều lời. Sư phụ đâu? Tôi muốn gặp sư phụ. Sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ, thầy Vinh Duệ và thầy Phổ Chiếu đã trở về rồi đó. Vinh Duệ, con cứ cho rằng sẽ không bao giờ gặp được sư phụ nữa. Sư phụ, Vinh Duệ, sư phụ, các con đã gian lao vất vả, vượt suối băng lèo mới thoát khỏi nạn biển, lại phải bị giam cầm. Hai thầy tuy không phải con cháu của Trung Hoa ta,
nhưng đạo tâm, nhân tâm thì tương đồng. Ta đã đem tất cả tiền bạc cúng dường giao cho Pháp Tấn, nhờ thầy ấy đi Phúc Châu lo việc đóng thuyền bè và lương thực rồi. Hai thầy yên tâm, việc đi đông độ Nhật Bản quyết không từ bỏ. Đa tạ sư phụ. Vinh Duệ, sức khỏe của thầy? Sư phụ à, không sao cả. Chỉ là khi ở trong ngục con đã bị... Cần giữ gìn sức khỏe. Nguyện lớn đi đông độ còn phải nhờ thầy nhiều lắm đó. Năm 748 của Công Nguyên, đông độ lần thứ tư, Ôn Châu, Chiết Giang. Từ ngài sư huynh, cẩn thận đó. Thầy Phổ Chiếu, thầy đi đường núi thật là giỏi. Hả? Cũng đâu có gì, từ nhỏ tôi sống ở núi đã quen rồi. Quen rồi mà. Cảnh vật ở đây giống như ở quê hương của tôi vậy. Từ đây đến Vĩnh Gia, rồi đến Phúc Châu, trên đường còn phải leo đèo vượt núi, còn có cơ hội để xem nữa. Nhưng mà sư huynh Từ Ngạn à, thầy còn phải vất vả nữa đó. Không sao, chỉ cần được bên cạnh sư phụ thì tôi vẫn còn đứng dẫn. Còn thầy Vinh Duệ nữa chứ, cũng khiến cho chúng tôi phải kính phục. Đều phải chịu đựng bán sống bán chết, nhưng nhận lời phải mời được sư phụ đông độ. Mang theo thân bệnh như thế này thì là khổ cho ngài quá. Sư phụ phát nguyện đi sang Nhật Bản đã mấy năm nay, phải chịu muôn ngàn gian khổ nhưng vẫn chưa thể đạt như tâm nguyện. Chuyến đi lần này suýt nữa thì mất cả tánh mạng. Điều này đã khiến cho chúng tôi bất an. Đúng vậy, đường sang Nhật Bản xa vời vợi, sự sống chết khó mà đoán trước được. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách để giữ Đại Hòa Thượng lại. Linh Hữu Trưởng Lão, các tự viện ở Dương Châu vì sự kiện này đã bàn thảo rất lâu, nhưng đều không dám lỗ mãn. Không biết sư huynh Pháp Tiến ở Phúc Châu đã mua được thuyền hay chưa nữa? Lần này đi Phúc Châu mua thuyền có lẽ dễ mua hơn ở Dương Châu. Pháp Tiến làm gì cũng rất cẩn thận, tin rằng sẽ không cô phụ sự ủy thác của chúng ta. Cứ thế này, mỗi người trong chúng tôi đi bộ về hướng Phúc Châu, chuẩn bị đông độ. Chùa Thiền Lâm, Chiết Giang. Đại Hòa Thượng đã vất vả rồi, mời ngài nghỉ sớm. Trong chùa còn thô sơ, xin ngài thông cảm cho. Sư phụ quá khách sáo rồi, người xuất gia đâu cần để ý mấy chuyện đó. Đã là như vậy thì mời Đại Hòa Thượng ngài ở lại đây vài ngày nha. Không được, còn phải tranh thủ lên đường. Làm phiền một đêm, ngày mai lại phải đi rồi. Nhanh lên, theo đại nhân kìa, nhanh lên, nhanh lên. Có lời muốn thỉnh Hòa Thượng giám chân. Có chuyện gì không? Mấy hôm trước, có người đi thăm dò Giang Đông đã nhận được một bức thư liên danh. Trên bức thư, cầu xin triều đình nhất định phải giữ chân Đại Hòa Thượng lại, không cho sang đông độ. Giữ lại à? Có nghĩa là bắt giam hay sao? Không dám, chúng tôi phụ mệnh là phải hộ tống ngài về Dương Châu. Có thể cho tôi biết chữ ký trên lá thư đó? Là tam cương các tự viện lớn ở Dương Châu và trưởng lão linh hữu của chùa Đại Minh. Linh hữu à? Và thế là chúng tôi bị đưa về Dương Châu. Nhưng cách cư xử của sư phụ đối với sư huynh linh hữu trong việc này thì các đệ tử không thể nào hiểu được. Sư phụ trở về rồi. Sư phụ kính chào sư phụ. Sư phụ, con kính chào sư phụ. Nhớ ngài quá. Sư phụ, chúng con nhớ ngài quá sư phụ. Sư phụ, hôm nay con mới biết con sai rồi. Ta mệt rồi, thầy đi đi. Sư phụ, con phải chờ đợi ngài,
Ngài chịu tha thứ thì con mới đi. Nếu không thì con sẽ ngày qua ngày đứng ở đây. Sư phụ không tha thứ, con nhất định không đi. Sư huynh Linh Hữu ôm lòng quyết tâm mong muốn được sư phụ thứ lỗi, đêm đêm đứng trước cửa phòng của sư phụ, đứng như vậy suốt cả đêm. Cầu xin sư phụ tha lỗi, cầu xin sư phụ tha lỗi. Thầy không cần sự tha lỗi của ta. Ta không có đệ tử như ngươi. Ngươi đã uổng phí nhiều năm theo ta. Thân làm đệ tử của Thế Tôn thì nên đặt chúng sanh lên trên tất cả. Nhưng mà ta thật không ngờ ngươi đã nghĩ ra kế sách như thế. Người đã nghĩ ra kế sách như thế. Sư phụ, con mong muốn được đón sư phụ trở về thì thầy sẽ không phải chịu cảnh hiểm nguy ở núi cao, xa lánh trong rừng thiền nước độc. Ta mệt rồi, người nên về đi. Từ khi sư huynh Linh Hữu kiên trì tự mình xin chịu phạt, cánh cửa mà sư phụ có thể nhìn thấy sư huynh Linh Hữu không còn khép lại nữa. Không nỡ nhìn sư huynh Linh Hữu đứng chịu sám hối như vậy, Tam Cương các tự diện và các vị đại đức đều đến xin thầy tha cho Linh Hữu. Đã hơn 50 ngày qua, sư huynh Linh Hữu vẫn giống như một bức tượng bằng đất, kiên trì bảo thủ, quyết không rời bước. Nhưng nhìn dáng vẻ của sư phụ, hàng ngày nhìn sư huynh Linh Hữu, tin rằng trong tâm sư phụ còn rất thương sư huynh Linh Hữu. Đã đến ngày thứ 60, cuối cùng thì sư phụ đã mở lời. Thầy là người có sức kiên trì, tâm của thầy cũng dũng mãnh hơn người. Đem chút lòng của thầy dùng vào sự truyền pháp săn đông của ta thì tốt biết bao nhiêu. Thật tâm của sư phụ đã mỏi mệt già nua như thế là do đệ tử không tốt. Sư phụ, đệ tử thực sự đã biết lỗi rồi. Thầy đi nghỉ ngơi đi. Ta tha lỗi cho thầy rồi. Sư phụ à, chúng con muốn cáo biệt ngài rời khỏi Dương Châu này. Nếu chúng con tiếp tục ở lại đây thì quan phủ sẽ không để yên và thường theo dõi nơi này. Như vậy chỉ đem lại nhiều điều bất lợi cho sư phụ mà thôi. Chỉ bằng chúng con rời khỏi đây trước vài hôm, nghĩ lại kế sách khác vậy. Như vậy cũng tốt. Nhưng quý thầy phải nhớ, vì sự nghiệp hoằng pháp, ta đã quyết tâm đi Nhật Bản, trước sau vẫn không thay đổi. Con sẽ không trở về nước Nhật dễ như vậy. Ta sẽ đợi, đợi khi quý thầy quay lại. Không nên mất ý chí, nhất định phải có niềm tin. Ba năm sau, thầy Vinh Duệ và thầy Phổ Chiếu đã trở lại Dương Châu sau 3 năm, mùa xuân năm Thiên Bảo thứ 7. Trong 3 năm nay, sư phụ đã dời về chùa Sùng Phúc, tựa như hoàn toàn quên lãng chuyện đi Đông Độ, tuyệt đối không nhắc đến chí nguyện hoằng pháp năm xưa. Quan phủ trông thấy sư phụ, một người già đã 61 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, đúng ra nên nghỉ ngơi sớm, cho nên họ từ từ buông lỏng sự cảnh giác. Chùa Sùng Phúc. Sư phụ à, trông ngài ốm quá.
quý thầy trở lại thật đúng lúc. Tôi ngày ngày trông ngóng quý thầy. Tin tưởng vào lần này, nhất định chúng ta sẽ nhận được sự che chở của Đức Thế Tôn, thực hiện tâm nguyện nhiều năm của chúng ta. Sư phụ, đôi mắt của ngài. Ồ, không sao cả. Thưa thầy, con vừa từ Đông Hà trở về. Thuyền mới được chế tạo ở đó. Thuyền mới? Số người đi Đông Độ trong lần này bao gồm cả hai thầy, tổng cộng là 35 vị. Những vật phẩm đem theo thì đại để cũng không khác gì lần trước mấy. Dự tính chúng ta nên đi vào tháng 6, chọn một ngày trời quang mây tạnh. Chúng ta chia nhau đến Tân Hà rồi lên thuyền. Cách thức xuất phát, mọi việc phải giữ bí mật hơn lần trước, cần phải nhanh chóng. Để tránh tai mắt mọi người, phải dành giật thời gian. Chiếc thuyền mới làm lần này nhỏ hơn một tí so với chiếc trước, và đương nhiên là thô sơ hơn. Khi tôi ở Tân Hà nghiệm thu sơ bộ, con thuyền này chỉ có đỉnh khoang, không có phòng nghỉ, sẽ không dễ thấy, không rùm beng. Đêm khuya ngày 27 tháng 6, chung quanh đen như mực, con thuyền Đông Độ từ Tân Hà bắt đầu khởi hành. Hướng gió khi thì xuôi khi thì ngược, lúc đi lúc dừng. Mới đến hòn đảo Chu Sang thì đã là tháng 9 của mùa thu rồi. Tinh thần của mọi người không yên, trong lòng luôn mong đợi, hy vọng lần này có thể thuận buồm xuôi gió đến được Nhật Bản. Mọi người xem kìa, ngọn núi rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy đất liền rồi. Hình như là không phải. Như vậy sư phụ, đó không phải là núi đâu. Đó là do hơi nước trên biển tụ lại á. Phía trước á, sắp có mưa to gió lớn rồi. Thuyền trưởng ơi, quay đầu nhanh thôi. Giúp một tay nhanh lên, giúp một tay nhanh lên. Thuyền mà đi tiếp tục như vậy sẽ bị chìm thôi. Hạ cái buồm xuống mà, hạ xuống đi. Rồi, nhanh lên. Nhanh. Hai lần trước bị tai nạn có thể cậy nhờ nương tựa, như lần này ngoài nước biển ra thì cái gì cũng không có. Đúng rồi, đến nỗi một anh trăng cũng không có nữa. Khuôn mặt của thầy tôi nhìn cũng chẳng thấy nữa. Sư phụ, ngài không sao chứ? Không sao. Xem ra Đông Độ lần này vẫn không thể thuận buồm xuôi gió được rồi. Điều này khiến ta nghĩ đến Nhật Bản ở phía bên kia biển đang trông chờ chúng ta mang về tinh hoa Phật Pháp, và chúng tăng nghiêm trì giới luật, luôn luôn lâm vào hoàn cảnh khốn khó tu tập Phật Pháp chăng? Việc trong thiên hạ rất ít khi một lần mà có thể hoàn thành được. Cho nên mặc dù vô thường có đến, đối với việc này làm là đúng rồi. Sau đó thuyền của chúng tôi trôi dạt đến xà hải, rắn ở dưới biển. Con to con dài hơn 10 thước, con nhỏ dài cũng khoảng 5 thước. Màu sắc sặc sỡ hấp dẫn lòng người. Chiếc thuyền trôi vào biển rắn như vậy đã 3 ngày rồi. Cuối cùng mọi người không chịu nổi nữa, bèn vội vàng nhắm mắt lại. 3 ngày tiếp theo sau đó lại đi vào biển phi ngư. Mỗi con cá có màu sắc trắng bạc từ giữa biển nhảy lên. Chúng nó cũng giống như chim vậy, bay lên khỏi mặt nước một đoạn rồi rớt lại xuống biển. Từng con trắng xóa lấp lánh không ngừng, tung lên mặt biển xanh thẳm, phô diễn ánh sắc tuyệt đẹp khác thường.
Tránh xa chúng đó ra đi. Sao nhiều kim quá vậy? Hãy để đi. Đi 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 đi. Đi đi. Lạ thật. Hồi nào giờ chưa gặp chuyện khác thường như vậy. Nói đúng ra không biết ngày mai còn gặp chuyện gì nữa không đây. Khát nước quá. Khát quá. Nước. 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 Ý, trời mưa rồi. Có nước rồi. Có nước rồi. Trời mưa rồi. Trời mưa rồi. Sư phụ. Tốt quá. Sư phụ đến xem. Sư phụ à, đến xem nè. Chúng ta cũng được cứu. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Cứu rồi. Xem kìa. Mấy con bạch ngư này cứ mãi đi phía trước chúng ta, giống như đang vẫy tay với chúng ta vậy. Các vị ơi, qua đây xem mau đi. Những con cá cùng đi theo nè. Thật là không thể nghĩ bàn, cả đàn bạch ngư này luôn dẫn đường chúng tôi đến được đất liền. Lần này chúng ta đi trên biển tổng cộng đã 14 ngày mới có thể được nương bờ cập bến. Tính ra thì thời gian lúc này đã là tháng 11 của mùa đông rồi. Chà, chỗ này đẹp tuyệt vời. Chỗ này cuối cùng là chỗ nào vậy? Đang là mùa đông rồi, nhưng những đóa hoa này vẫn còn tươi thắm, lại có bướm bướm lượn bay nữa. Rốt cuộc là mùa gì nhỉ? Là mùa hạ sao? Hay là mùa đông? Nơi đây hoàn toàn đã mê hoặc tôi. Cảnh vật ở đây sinh động dồi dào như vậy mà chẳng có bóng dân cư nào cả, nghĩ ra cũng hơi kỳ lạ thật. Các người lạ. Chào các vị. Các vị sư phụ à, các vị từ đâu đến vậy? Các vị đến đây để làm cái gì? Vị này là sư phụ giám chân ở chùa Đại Minh, tỉnh Dương Châu. Chúng tôi muốn từ Đông Độ Dương Châu đi Nhật Bản, nhưng không may gặp phải gió to sóng lớn, trôi dạt đến nơi này. Hả? Trời ơi! Các thầy trôi xa đến như vậy hả? Nè, nói nhỏ một chút. Mấy người chúng con đến nơi này là để buôn bán với những người dân ở nơi đây. Các vị sư phụ đã gặp chúng con, thật là vận mệnh tốt. Nếu không thì tánh mạng cũng khó có thể giữ được đó. Tánh mạng khó giữ là muốn ám chỉ cái gì? Người dân ở đây vô cùng hung hãn. Các thầy hãy rời khỏi nơi đây mau đi. Đi nhanh lên đi, nơi này một khắc cũng không được ở lại. Thế thì xin hỏi các vị, nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Hòn đảo này không có tên. Đi ngược về hướng nam có thể đến Trấn Châu. Chúng tôi từ Trấn Châu đến đây mà. Chúng ta đi nhanh lên. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đến Trấn Châu rồi à? Chúng ta cuối cùng lại đi đến cực nam của đại đường. Không được. Thông báo mọi người hãy trở lại trên thuyền nhanh lên. Chúng ta phải gấp rút rời khỏi nơi này. Mọi người không nên để lộ ra sơ hở nào hết. Dạ. Dạ. Người cẩn thận, nó cầm dao đó. Dạ. Cẩn thận, mọi người cẩn thận. Dạ. Người làm gì? Phụ, cẩn thận kìa. Cẩn thận. Người muốn làm gì hả? Hãy buông đao xuống. Không nên làm như vậy. Sao lại xảy ra như thế này? Muốn làm gì hả? Chắc là không hiểu lời chúng ta đâu. Làm sao đây? Xem điều bộ hình như muốn ăn gì đó. Tiền đâu? Nhanh lên. Thức ăn nữa đem ra đây luôn. Của cải đâu? Đem ra. Nhanh lên. Của cải đem ra hết. Sư phụ à, cho hắn đi. Lấy một ít trái cây và rau đem lại đây. Dạ sư phụ. Không chỉ mình ngươi đâu, còn phải cho người của nhà ngươi ăn nữa. Dạ. May quá, anh ta chỉ muốn lấy ít thức ăn thôi, không có ác ý gì cả. Hy vọng sẽ không có ai đến đây nữa. Lái thuyền đi Trấn Châu. Đi thôi. Vì sự an toàn của mọi người, chúng ta xuất phát thôi.
giờ. Yên tâm, không có gì trở ngại. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Hả? Chẳng lẽ lại đến bắt chúng ta nữa hay sao? Đừng lo lắng, nỗ lực làm những việc mà chúng ta cần làm, không cần chú ý đến việc khác. Đại nhân Phùng Sùng Trái thông phán từ Chấn Châu, nghe tin Đại Hòa Thượng Quan Lâm đã phái chúng tôi đến đây cùng đón. Mời, mời theo chúng tôi. Hạ quan biết Đại Hòa Thượng sắp đến, ra đây nghênh tiếp. Xin hỏi trong số các người có ai họ là Phong Điền không? Không có. Không có. Không có ai hết. Không có. Ý của đại nhân là... Đại Hòa Thượng, tối qua hạ quan thấy một giấc mộng. Mộng thấy ông cậu kiếp trước của tôi bây giờ đầu thai trở thành Hòa Thượng có họ là Phong Điền, muốn đến Chấn Châu thăm tôi. Không ngờ sáng sớm hôm nay lại nhận được bẩm báo rằng có đại sư giám chân nổi tiếng lẫy lừng đến nước Nam ngoài ngàn dặm của chúng tôi. Tôi thấy giấc mộng đó có lẽ có ít duyên phận chăng? Chỉ là trong chúng tôi hình như không có ai họ là Phong Điền cả. Nếu là như vậy thì để hạ quan mời Đại Hòa Thượng làm cậu nghe. Thế là vốn dĩ hành trình tiến về hướng Bắc đi Nhật Bản, cuối cùng lại phải đến Chấn Châu cực nam của Đại Đường. Giả lại còn được quan phủ nơi đây cung kính bố trí ở lại trong chùa Đại Dân. Chùa Đại Dân là ngôi chùa nhiều năm qua không tu sửa, điện Phật hầu như bị hoang phế, bên ngoài rách nát quá đỗi, tựa như kiểu sẵn sàng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Sư phụ quyết định tiến hành tu sửa chùa Đại Dân, cũng nhân cơ hội này ở tạm Chấn Châu để giảng luật truyền giới. Thấm thoát trôi qua, mới đó đã hết một mùa thu đông rồi. Tuy nhiên đây không phải là mục đích cuối cùng của chúng tôi đến Nhật Bản. Nhưng sư phụ đã có nhân duyên như thế thì đem Phật Pháp truyền bá đến tâm tư của con người thuộc mọi tầng lớp, quả thực trong lòng tôi đã lưu lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Một năm sau. Hôm nay thầy khỏe nhiều rồi. Thầy nhìn xem, tôi theo thầy không kịp nữa đó. Hôm nay bước chân rất là nhẹ nhàng, đại khái là bởi vì nó muốn liên can đến vấn đề xuất phát lại. Ồ, thì ra việc thầy Vinh Duệ làm rốt cuộc chỉ là khổ nhục kế. Sư phụ không thể thiếu thầy ấy, cho nên mới khởi hành đó chứ. Thầy Vinh Duệ, thầy bị làm sao vậy? Sư phụ vẫn ở lại chùa Đại Dân. Thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Không, không được. Con sợ đợi không kịp, ngày mai chúng ta phải khởi hành. Thầy Vinh Duệ, sư phụ sắp xếp tất cả rồi, thầy không cần phải lo nữa. Thầy Vinh Duệ, sư phụ đang ở cạnh thầy nè. Cứ nghĩ được mãi mãi theo bên cạnh sư phụ. Nhưng rất tiếc, bây giờ chắc không thể như nguyện. Vinh Duệ, có được đệ tử như con đây, Phật giáo Nhật Bản nhất định sẽ được thiết lập kỷ cương, chấn hưng trở lại. Thầy Vinh Duệ, thầy Vinh Duệ, thầy phải cố gắng, phải đợi tới ngày đó.
Sư phụ, con xin lỗi. Con... con đi đây. Chùa Khai Nguyên. Tôi tới đại đường đã 18 năm rồi. 8 năm gần đây luôn theo bên sư phụ. Trong lòng luôn luôn có một nghi vấn, muốn hỏi các thầy xem. Không ngờ chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi cũng muốn biết hai thầy có thể muốn đi Nhật Bản không? À, sao tự nhiên thầy lại hỏi như thế? Để tôi trả lời. Đối với việc đi Nhật Bản, hay là bỏ dự tính này đi, tất cả chúng tôi đều nghe theo sư phụ. Còn đối với thầy, tôi nghĩ bất kể sư phụ tính thế nào đi nữa thì thầy cũng phải trở về Nhật Bản thôi. Sư phụ đã 63 tuổi rồi. 2-3 năm nay sức khỏe đã không bằng như trước nữa. Nghĩ đến tuổi tác của ngài, còn phải mang theo tấm thân ốm yếu này, lại mạo hiểm với sinh mạng, chịu khổ nạn lưu lạc, kỳ thật tôi rất đau lòng. Sư phụ. Sao hả? Con muốn được rời khỏi đây. Hiểu rồi. Trước đây đều là Vinh Duệ lo lắng, bây giờ trách nhiệm nặng nề lại đè trên vai thầy. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta rời khỏi đây. Không phải vậy, sư phụ. Con muốn ở đây bái biệt sư phụ. Con đã suy nghĩ thật nhiều rồi. Thầy Vũ Chiếu, con không thể để sư phụ phải chịu cảnh khổ lưu lạc gì nữa. Con gánh vác không nổi. Thời gian qua trong lòng con đau khổ vô cùng. Phổ Chiếu, tâm ý của thầy tôi đây rất hiểu. Nhưng có một điều mà thầy cần phải ghi nhớ. Bất kể thân ở nơi đâu, tâm nguyện của tôi sang Nhật Bản để truyền giới luật quyết không thay đổi. Sư phụ, tạm biệt sư phụ. Tạm biệt. Sư phụ bảo trọng. Bảo trọng nha. Tạm biệt sư phụ. Bảo trọng. Tạm biệt. Sư phụ bảo trọng. Tạm biệt nha. Sư phụ. À, là Tường Ngạn hả? Sư phụ, ngài sao rồi? Ngài thấy không rõ sao? Ồ, thể lực của ta có lúc mơ mơ màng màng. Không sao, không sao. Sư phụ. Sư phụ. Bắt đầu từ hôm nay, sư huynh Tường Ngạn trở thành thị giả của sư phụ. Vì sư phụ dẫn đường dẹp lối những sợi dây chắn ngang đường hay nước trũng, tất cả nhờ thầy. Nhưng Tường Ngạn, con mệt rồi à? Con không sao. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nha. Sư phụ cũng mệt rồi, muốn ngồi nghỉ một chút. Ồ, các sư huynh, mọi người cùng nghỉ ngơi một tí nha. Tường Ngạn, sức khỏe của con khiến ta lo lắng. Nào, đến đây ta bắt mạch cho. Dạ, sư phụ. Băng qua núi Đại Vũ, chúng ta sẽ ngồi thuyền xuống sông Cán. Đã nghe Phật, pháp báo ứng.
tướng chúng sanh đời người khó được. Xin hỏi người, càng khôn đến, diệu pháp đi, hội ngộ nhân quả. Xin hỏi duyên, khoảnh khắc trời đất, giữa hai chúng ta bên nhau tự tại. Giác ngộ lập nguyện, duyên khởi bất diệt. Giác ngộ lập nguyện, duyên khởi bất diệt. Giác ngộ lập nguyện, duyên khởi bất diệt. Từ ngạn, Vinh vừa hay đi rồi, con cũng đi nữa. Còn ta, còn ta vừa già vừa mù. Năm 751 công nguyên, thành Dương Châu. Sư phụ à, đợi lát nữa chúng ta sẽ đến chùa Khái Tế. Mời sư phụ vào trong đó nghỉ ngơi trước. Chùa Khái Tế à, lúc chúng ta bắt đầu dự tính sang Đông Đô, đã ở chùa Khái Tế này chuẩn bị lương thực. Dạ sư phụ. Cảm ơn đại hòa thượng đã vì nước Nhật mà xuất hành. Con từ Đông Hà trở về, chiếc thuyền mới đang làm ở đó. Chư tăng tính ra cả ngàn người, tín đồ, quan sử và bá tánh tấp nập tràn ra đường để đón tiếp sư phụ. Tôi có cảm giác sâu sắc rằng mọi người đều hy vọng sư phụ có thể mãi mãi ở lại Dương Châu này. Ngày 15 tháng 10 năm 753 công nguyên, chùa Diên Quang, Dương Châu. Xin hỏi đại nhân, lần này xin gặp sư phụ giám chân có việc gì không ạ? Là có liên quan đến việc sang Đông Độ của đại sư, muốn đến hỏi thăm ý định của đại sư. Đệ tử của chúng con đã từ lâu nghe nói ngài quyết tâm sang Nhật Bản quảng bá Phật pháp. Lúc đó tuy đã trải qua 5 lần thất bại, nhưng chí khí lại càng kiên quyết hơn. Hôm nay chúng tôi đến ý kiến đại sư, đương nhiên là mong muốn đại sư có thể lên thuyền cùng chúng tôi trở về nước Nhật Bản. Chỉ cần ngài chấp thuận, chúng tôi có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Có liên quan đến việc sang Đông Độ của đại sư, trước đây đại sứ từng mong muốn chính thức thỉnh mời, hy vọng sẽ nhận được phê chuẩn của triều đình Đại Đường. Nhưng không ngờ rằng hoàng thượng lại muốn chúng tôi có thể mời thêm các đạo sĩ của đạo giáo chuyên về tuyên thực cùng đi. Điều này quả thật đã làm khó chúng tôi. Đại hòa thượng à, có điều ngài chưa biết. Điều mà nước Nhật Bản chúng tôi khao khát là giới sư của Phật giáo có đạo cao đức trọng. Hơn nữa lúc ra đi, chúng tôi không có hứa hẹn đạo sĩ sẽ trở về, lo sợ có lỗi với sứ mệnh. Sau khi tôi và đại sứ thương lượng quyết định, không đề xuất danh sách thỉnh mời đó nữa. Ý của đại sứ và phó sứ là, sư phụ nếu như ngài đã đồng ý cùng chúng tôi qua Đông Độ, về phía triều đình cũng không nhất định cần phải biết. Tất cả nhờ đại hòa thượng châm trước phương tiện làm một quyết định. Hiểu rồi. Ta luôn luôn chờ đợi cơ duyên sang Đông Độ, chứ không phải sự chấp thuận của triều đình. Trước đây như thế, bây giờ cũng vậy. Các vị định đoạt ngày xong, tôi sẽ theo đó mà khởi hành. Nhưng mà sư phụ, sức khỏe và đôi mắt của ngài, nếu như cố giấu mọi người mà thầy gặp nguy hiểm, các vị trưởng lão nhất định sẽ không tha thứ cho đệ tử đâu. Từ thác, bởi vì ta tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng yếu rồi, mới càng không sợ những nguy hiểm. Hà huống gì, pháp của ta nhất định
vì vinh duệ mà đông truyền. Chân của ta cũng phải vì tường ngạn mà đi xa. Những ngày gần đây ta không lúc nào mà không suy nghĩ đến việc sang Đông Độ truyền pháp. Từ thác, từ giờ phút này rất cần ngươi làm thay việc mà đôi mắt của ta làm. Ngày 16 tháng 11 năm 753 Công Nguyên. Mau lên đi, đang ở phía trước kìa. Mọi người chỉ cần bước thêm vài bước là tới rồi. Sư phụ à, chúng ta đã đến bờ sông rồi. Lên con thuyền nhỏ này, thuận lợi sẽ đến được giữa dòng sông Dương Tử. Thuyền của các vị đại sứ đang neo đậu ở đó đợi chúng ta đó. Sư phụ! Sư phụ! Chờ một chút! Sư phụ! Sư phụ! Xin chờ một chút! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Chúng con biết Đại Hòa Thượng phải vượt biển sang Đông Độ. Đời này kiếp này, e rằng không bao giờ có cơ hội được nghe giáo huấn nữa. Giờ đến đây thỉnh sư phụ vì chúng con dự kết Phật duyên, vì chúng con mà truyền giới. Sư phụ! Hãy truyền giới cho chúng con đi! Hãy truyền giới cho chúng con đi, sư phụ! Sư phụ! Con xin Ngài truyền giới cho chúng con! Sư phụ! Sư phụ! Và thế là, lần thứ sáu trước khi sư phụ sang Đông Độ, Nhật Bản, bên bờ sông Dương Tử, đã vì 24 vị sa di truyền cho sa di thập giới. Sau đó chúng tôi đã đến được Hoàng Tứ Phố gặp gỡ với Đại sứ Đằng Nguyên. Đại sư vất vả quá. Các vị sư phụ đã vất vả rồi. Kế hoạch của tại hạ là tôi và A Bội đi lên chiếc thuyền thứ nhất, Đại Hòa Thượng mời lên chiếc thuyền thứ hai của Phó Sứ. Đại sư cảm thấy thế nào? Tất cả đều theo sự sắp xếp của Đại sư. Lão nạp ngồi chiếc thuyền nào cũng có thể tự tại, đều tốt cả. Đại Hòa Thượng, ngài chịu thiệt thòi một chút. Sắp xếp ngài ở giữa chật hẹp trước, đương nhiên là có chút không thoải mái. Đợi khi ra biển sẽ mời ngài lên phòng lái. Đại bạn tiên sinh, không cần khách sáo. Lão nạp đã phát nguyện đến nước Nhật Bản hoằng pháp. Được sắp đặt thế này, có gì là thiệt thòi đâu chứ. Năm 753 Công Nguyên, Đông Độ lần thứ 6, Hoàng Tứ Phố, Tô Châu. Ngày 16 tháng 11 năm Thiên Bảo thứ 12, hành trình Đông Độ lần thứ 6 chính thức khởi hành. Thầy Phổ Chiếu xa xa trông thấy bờ sông, trong lòng hồi hộp bồn chồn. 20 năm ở lại đại đường, cuối cùng hôm nay mới trở về quê cũ. Nhưng thầy Vinh Duệ đã không còn nữa. Trăng sáng hiểu lòng tôi, truyền đăng ở quê người. Thăng trầm không lùi bước, tâm tịnh thoảng hương thơm. Trăng sáng hiểu lòng tôi, truyền đăng ở quê người. Thăng trầm không lùi bước, tâm tịnh thoảng hương thơm. Ai đã từng gõ tiếng chuông của ký ức mới có thể bị gió duyên cuốn mất tâm ý. Sau bao lần thay đổi nhưng vẫn hoàn thành mộng ước ngàn năm. Trăng sáng hiểu lòng tôi, truyền đăng ở quê người. Thăng trầm không lùi bước, tâm tịnh thoảng hương thơm. Trăng sáng hiểu lòng tôi,
Nhật Bản năm Thiên Bình Thắng Bảo thứ 5, đúng vào lúc trưa ngày 20 tháng 12, hai chiếc thuyền trong đoàn, bao gồm chiếc thứ hai mà sư phụ đang ngồi, đậu ở Thu Thê Ốc Phố, quận Ada, nước Tác Ma. Đã trải qua 12 năm, sau 5 lần thất bại, cuối cùng thì cũng đã đến được nước Nhật Bản. Lâu rồi không được tin của mọi người, không biết mọi người có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Mong rằng mọi người bất luận trải qua như thế nào đều có thể bình an vô sự giống như chúng ta. May mà lần này chúng ta vượt qua được phong ba bão táp. Đáng tiếc là Thường Ngạn và Vinh Huệ không đợi được đến ngày hôm nay. Sư phụ nói rất phải, nhưng hai vị sư huynh kia sẽ không có gì hối tiếc nữa ạ. Đại sứ Đằng Nguyên Thanh Hà cùng chiếc thuyền thứ nhất với A Bội Trọng Ma Lữ giữa đường không may gặp phải giông bão trôi dạt về tận An Nam. Trên thuyền thủy thủ hơn 180 người, hơn một nửa bị người bản địa mưu sát. Đằng Nguyên và A Bội cùng một số người còn sống sót cuối cùng mời họ ở lại đại đường làm quan. Cuối đời ở Trường An, nhớ lại lúc đó không ngồi chung chiếc thuyền thứ nhất, có thể là do trời cao âm thầm che chở phù hộ, cho nên sư phụ và chúng tôi cuối cùng được đặt chân lên Nhật Bản truyền pháp Đông Độ. Chùa Đông Đài, Nhật Bản. Đại Đức Hòa Thượng cách bước phong ba đến quốc gia này hợp với y trẫm, vui mừng khôn xiết. Mất hơn 10 năm trẫm mới làm xong chùa Đông Đại này. Muốn lập giới đàn, truyền giao giới luật, lòng có nguyện này. Ngày đêm không quên, nay các đại đức xa đến truyền giới, hợp với lòng trẫm. Từ nay về sau, thọ giới truyền luật đều nhờ hòa thượng. Thiên Hoàng còn ban tặng sư phụ chức vụ truyền đăng đại pháp sư, hy vọng sư phụ truyền bá ánh sáng Phật pháp mãi đến muôn đời. Công nguyên ngày mùng 5 tháng 4 năm 754, sư phụ ở chùa Đông Đại trước đại Phật Lô Xá Na bắt đầu thiết lập giới đàn. Thái Hoàng thượng Thánh Vũ, Hoàng Thái hậu Quang Minh, Thiên Hoàng Hiếu Khiêm, thứ tự đăng đàn mời sư phụ ban cho giới Bồ Tát. Tiếp theo là các thành viên trong hoàng tộc và hơn 400 vị sa di thọ giới. Những ngày qua, chúng ta lập thể thọ giới làm tăng nhân, bỗng nhiên biến thành không phẩm chất, không học vấn, trong lòng không có vui gì đúng hết. Đúng vậy. Cho dù phải tiếp nhận luật học mới, nhưng cũng không thể nói luật học trước đây là sai. Họ nói rằng chỉ thọ giới mà không có nghi thức, không có chứng sư và thọ giới sư thì không thể kể đến. Chúng họ còn nói tự mình thọ giới rồi theo ý mình mà quyết định, cách thức như vậy không có kết quả, là nguồn gốc của sai lầm. Đối diện với luật học mới của đại đường, trong lòng tôi quả thật rất là nghi ngờ. Trừ khi như thế nào? Họ thuyết phục được tôi kìa. Sư phụ, chúng ta thật sự phải biện luận với các vị đó sao? Chân lý các tranh luận càng rõ ràng, đây là cơ hội tốt để làm rõ thể chế giới luật. Nhưng cho dù chúng ta có lý lẽ đầy đủ, nhưng lại không thể hoàn toàn dùng tiếng Nhật để nói lên ý của mình. Để tôi đi cho, tôi biết nói tiếng Nhật. Tôi sẽ cố gắng đem ý tưởng của sư phụ trình bày cho họ. Hay lắm, cứ quyết định như vậy đi, để cho mọi người đều được một phen nghe hiểu. Nghe rõ rồi, hiểu rõ rồi thì mới có thể biết thế nào là chánh tín, mới có thể lựa chọn, không còn lạc vào mê đồ lầm lỗi nữa. Sư phụ à, đệ tử nhất định sẽ làm hết sức mình. Một cuộc biện luận quyết định cho thọ giới của Nhật Bản ngày sau đã được triển khai. Kinh Chim Sát dạy rằng, các chúng sanh dù tại gia hay xuất gia, muốn cầu thọ giới thanh tịnh nhiệm màu, nhưng trước đây đã phạm trọng tội thì không được thọ, cần phải tu phép sám hối trước, khiến cho thân, khẩu,
ý được trong sạch rồi mới thọ giới. Sư phụ, bây giờ đến lượt thầy hiện cảnh trình bày. Nếu chúng sanh kia mong muốn thọ tất cả giới cấm của tại gia và xuất gia, xem phổ chiếu như thế nào rồi? Thầy phổ chiếu đang nhíu mày, rất chăm chú lắng nghe từng câu của vị ấy nói. Xem ra hình như có chút căng thẳng. Phổ chiếu có chút căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Bởi vì đối thoại với thầy Chí Trung và thầy Hiền Cảnh là những vị nổi tiếng. Hay. Thưa thầy, giờ đến phiên thầy phổ chiếu trình bày. Có những luật nghi có thể tự nhiên thọ, nhưng vì cớ gì là phải theo người khác thọ? Đáp, có hai loại khiến xa lìa ác giới, theo đó được che chở, đó là tàm và quý. Nếu như khi ở chỗ mình hay ở chỗ người làm tội, sanh lòng hổ thẹn. Đây là phổ chiếu mà ta đã từng quen biết, lời nói êm dịu và bình tĩnh. Chỉ là bây giờ tiếng nói của thầy không phải tiếng nói của nhà Đường. Âm thanh của thầy phổ chiếu càng lúc càng chín chắn, càng lúc càng lưu loát, ứng khẩu cũng vô cùng nhanh nhẹn, trái với không khí ồn ào lúc ban đầu. Tiếng của thầy Chí Trung và thầy Hiền Cảnh từ từ biến thành mềm yếu không được êm xuôi như thế. Tôi cho rằng dù họ có muốn cản trở cũng không được nữa. Đại Hòa Thượng, chúng tôi tâm phục khẩu phục, xin vì Hiền Cảnh và mọi người mà truyền giới. Giữa tháng 5, dùng đất cát của giới đàn bắt đầu ở phía tây của điện Lô Xá Na Phật, khởi công xây dựng giới đàn viện. Từ Đại Đường mang đến các kinh, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Phẩm, Thiền Môn, chư kinh tập yếu, Ma Ha Chỉ Quán, Pháp Hoa Văn Cú, vân vân, đều được các quý thầy Nhật Bản tranh thủ sắp xếp sao chép lại. Nhân đó mà kinh và luận tập của Đại Đường được mãi mãi lưu truyền khắp muôn nơi. Người đi ra đi vào càng lúc càng đông. Điều mà triều đình buồn phiền là không biết phải sắp xếp như thế nào đối với các vị tăng đổ về Nại Lương. Tôi đã có một chủ ý. Nhớ lúc trước đây, Thuần Nhơn Thiên Hoàng có ban cho sư phụ một mảnh đất. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau đến khuyên sư phụ đem nó xây thành một ngôi tự viện chuyên về truyền luật, chúng tăng tuân thủ giữ gìn giới hạnh. Hay thì hay đó, nhưng trước hết cần phải được Thiên Hoàng đồng ý cho ta không giữ chức vụ hành chánh của Đại Tăng Đô. Xây dựng tự viện như vậy, chuyên tâm truyền luật mới có ý nghĩa. Còn địa điểm ở chỗ ta từng đếm qua, một miếng đất ở mảnh đất Phước Đức đó chứ. Và thế là sau 6 năm sư phụ đông độ Nhật Bản, một ngôi nhà chuyên dùng để chúng tăng học tập giới luật, kiến trúc tự viện phỏng theo nhà Đường, chùa Đường Luật Chiêu Đề đã được làm xong. Không bao lâu, sư phụ dẫn thầy Phổ Chiếu và tôi đến ở chùa Đường Luật Chiêu Đề. Một mặt là dạy học cho tăng đồ khắp nơi về, mặt khác là vì chùa Đường Luật Chiêu Đề mà quy hoạch xây rộng thêm, dốc hết lòng mình ngày đêm lo liệu. Qua một thời gian nỗ lực, kiến trúc và học thuật đã ảnh hưởng sâu rộng trong Nhật Bản. Ngoài ra, sự cống hiến trong nền y thuật đối với dược phẩm giả thật, thu gom, chăm cứu, sư phụ cũng không giấu giếm gì cả, truyền lại hết cho Nhật Bản. Sự cống hiến này vô tư vô lợi, để lại dấu ấn sâu rộng trong lòng tôi. Tôi thác sư huynh. Những cơ sư đệ đã xảy ra. Em nằm mơ thấy cái đòn tay bị gãy. Em trong lòng rất bất an. Đòn tay bị gãy. Sư phụ. Từ thác
sau khi ta vãng sanh, con có thể để chân dung ta ở dưới đàn viện. Còn các căn phòng thì hãy để cho chúng tăng khác đến ở nha. Học trò xin ghi nhớ, học trò sẽ dùng phương pháp sơn lụa của quê cũ Dương Châu tạo hình tượng ngài thật đẹp. Rất tốt. Dương Châu và Thượng Ma dùng phương pháp thủ công của Dương Châu là rất tốt. Chúng con đắp hình tượng giống như thân hình của ngài có được không ạ? Chỉ cần các con làm thì đều tốt cả. Vậy đôi mắt của sư phụ phải mở ra hay là nhắm lại mới đẹp ạ? Hãy cho nó nhắm lại. Lẻ loi một mình 6 lần đông độ, đi qua đến qua cũng nhìn đủ rồi. Ngày 6 tháng 5, sư phụ kiết già phu tọa, mặt hướng về phía tây trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 76 tuổi. Sư phụ viên tịch đã 3 ngày nhưng đỉnh đầu còn có hơi ấm. Chúng tôi chần chừ không dám khâm liệm. Lúc hỏa thiêu phảng phất mùi hương thoang thoảng khắp nơi. Đây là một vị đại hòa thượng tu hành rất là giỏi, người Trung Quốc hơn 1000 năm trước rồi đó. Ngài vì sự nghiệp phát triển Phật giáo ở Nhật Bản bỏ lại mọi địa vị cao quý ở Trung Quốc, và trải qua muôn ngàn gian khổ, ngài đến đây để hoằng pháp, đến nỗi đôi mắt của ngài bị mù lòa luôn đó. Kỳ lạ quá vậy, tại sao ông ấy phải làm việc đó? Giám chân hòa thượng 14 tuổi theo cha đến chùa Đại Dân, Dương Châu tham học, nhận thức được Phật pháp quá cao sâu rộng lớn, lập chí xuất gia tu học. Ban đầu theo học thiền sư Trí Mãn chùa Đại Dân xuống tốc. Tiếp đến là thọ Bồ Tát giới với luật sư Đạo Ngạn. Sau đó lại đến bái lại luật sư Hoàng Cảnh thọ cụ túc giới, tinh tấn tu hành. Năm 46 tuổi làm trụ trì chùa Đại Minh, lấy hạnh nguyện của Đức Phật, rộng độ chúng sanh, nuôi lớn thánh thai, nối tiếp Phật chủng. Năm 55 tuổi, vì sự nghiệp học vấn của chư tăng Nhật Bản, đã đến Nhật Bản truyền luật. Hòa thượng Giám Chân bày tỏ, đây là vì Phật pháp, tiếc vì sanh mạng, cho nên đã vượt biển truyền pháp sang Đông Độ. Ngày nay vẫn còn ảnh hưởng đến văn hóa Nhật Bản, như chùa Đường Luật Chiêu Đề mang kiến trúc đời Đường, thư pháp, dược thảo, y học. Hiện nay trong tiệm thuốc vẫn còn pháp tướng của Hòa thượng Giám Chân. Trước thế kỷ 14, ngài được tôn xưng là sơ tổ y học của Nhật Bản. Ngài từng thiết lập bi điền viện để chữa bệnh cho thuốc, rộng kết duyên lành. Do nhờ sự nghiệp hoằng pháp truyền luật của Hòa thượng Giám Chân mà tăng đoàn có được đời sống phạm hạnh kỷ cương gương mẫu. Hành trạng bậc cao tăng một thời của Trung Quốc đủ để làm tấm gương học tập cho đời sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
See you.